Vâng, thưa quý vị các bạn, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón các đội bóng Triều Khúc và Du Lịch ra quân trong trận đấu giao hữu mừng xuân Canh Tí. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Vũ Thị Trung Thực, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Tân Triều, Đảng ủy viên, đồng chí Triệu Đình Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Triều, Bí thư chi bộ thôn Triều Khúc sẽ lên tặng hoa và chúc mừng các đội bóng tham dự các trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí Vũ Thị Trung Thực và đồng chí Triệu Đình Tuyến. Và xin được trân trọng kính mời các đồng chí trở về khu vực bàn đại biểu và dự khán trận đấu này. Và xin mời tổng tài sẽ điều hành trận đấu để tất cả khán giả chúng ta sẽ cùng được thưởng thức trận đấu giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, có thể nói vào mỗi dịp Tết đến xuân về, những trận đấu giao hữu tại sân bóng Triều Khúc là một điều không thể thiếu với rất nhiều các cổ viên hâm mộ bóng đá ở khắp mọi nơi. Có thể nói bây giờ thì mặc dù Triều Khúc cũng đang có những sự thay đổi và bây giờ đang chờ đến những cầu thủ trẻ để có thể tạo ra một Triều Khúc đã tạo ra những bản sắc vô cùng tuyệt vời của những năm trước đây. Những trận đấu giao hữu đầu xuân cũng sẽ là những điều giúp chúng ta có thể sống lại được những trận đấu bóng đá rất tưng bừng mà Triều Khúc đã từng mang đến với các sân bóng phong trào của thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay thì các đội sẽ ra sân với một mặt sân 9 người và phía các cầu thủ du lịch sẽ có số 1 Quang Huy, số 5 Duy Thành, số 11 Nhật Tân, số 28 Phạm Tân, số 16 Anh Tiến, số 19 Văn Đức, số 18 Thành Long, số 3 Minh Tân và số 9 Hồng Sơn. Trong khi đó thì bên phía Triều Khúc cũng sẽ có thủ môn Duy Tân, số 15 Quang Thuận, số 9 Bùi Hiệp, số 19 Hoàng Vũ, số 77 Duy Quang, số 2 Giang Nguyên Công, số 14 Triệu Tuấn, số 3 Tiến Đạt và số 8 Huy Quyết. Thành Ven. Rằng trong những mặt sân như này thì Long Torres hay Tuấn Ích sẽ là những cầu thủ rất đáng xem. Một pha chuyền bóng hơi khó của Hoàng Vũ. Hiện nay thì giải bóng đá truyền thống của Triều Khúc cũng đã đi hết vòng bảng và đã chọn ra được những đại diện sẽ có mặt tại bán kết. Thành Ven. Một pha cầm bóng có phần hơi mạo hiểm của Thành Ven. Với nền tảng là những cầu thủ có được thể lực rất dồi dào thì chắc chắn ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Trong thời gian gần đây thì Du Lịch đã có được một đội hình tương đối ổn định. Vào mùa giải HVL vừa qua thì các cầu thủ Du Lịch đã tạo ra được những trận đấu rất đẹp mắt và có những thời điểm họ đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Sẽ là một quả đá phạt và đang đứng trước bóng đó là cả Long Torres cũng như Tiến Edu. Rất căng. Tuấn Ích. Tuấn Ích vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu rất bền bỉ trong đội hình của Du Lịch. Pha xử lý của Minh Tân và Tiến Edu. Những cầu thủ Nam Định như Tiến Edu thì rõ ràng không còn lạ lẫm gì những mặt sân như thế này. Khi ở bây giờ thì Nam Định vẫn còn rất nhiều những mặt sân như vậy. Và chủ bóng ở trong của Sơn Móm nhưng đã không thể qua được Đạt Võ Lâm.
Vâng, bây giờ thì trận đấu cũng đang được phát trực tiếp trên các kênh sóng như Đài Phủ hay Bóng Đá Sân 7 cùng với PA Media với một số lượng các cổ viên xem rất đông. Và hy vọng mọi người đang theo dõi thì cũng có thể chia sẻ. Tuấn Ách và Thành Ben. Thuận Đôn. Có vẻ như bóng ở Huế khác với bóng ở ngoài Bắc. Nên nay Quang Huế vừa rồi là có một pha xử lý không thực sự thuận lợi. Hoàng Vũ. Tiến Edu. Không được, một pha chuyền bóng không tốt của Tiến Edu. Vừa rồi đó là pha chuyền bóng phản công của Giang Nguyên Cổng dành cho Tuấn Ách. Thời gian gần đây thì không còn thường xuyên tham gia những trận đấu giao hữu cũng như những trận đấu với những giải đấu lớn, nhưng Tuấn Ách vẫn là một trong những tiền đạo có những pha xử lý rất đáng xem. Đức Đen. Pha phạm lỗi của Giang Nguyên Công đối với Minh Tân. Đức Đen. Long Torres không được, vẫn còn. Đã có tình huống việt vị của Sơn Bóng. Với việc thi đấu trên mặt sân 9 người, có lỗi việt vị, đó cũng sẽ là những trải nghiệm khá đặc biệt để có lẽ với những cầu thủ thi đấu trên mặt sân 7 người thì ít khi có được những tình huống bóng như vậy. Việc giữ gìn những giải đấu truyền thống vào mỗi dịp đầu xuân trên một mặt sân đất nện như này quả thực là rất khó, và bây giờ thì chúng ta có thể nói rất hiếm những giải đấu còn giữ được những hình ảnh như thế này. Tiến Edu. Du Lịch đang đợi bóng, cầm bóng được tốt hơn trong những phút vừa qua. Tuy nhiên có thể thấy phía trên khi có sự có mặt của Tuấn Ách thì Trường Phúc rất sẵn sàng với pha phản công của mình. Long Torres. Long Torres cũng đang đá hơi thấp. Minh Tân. Một pha đảo chân nhưng không thể qua được Giang Nguyên Công của Minh Tân. Rất hay. Cơ hội dành cho các cầu thủ Triều Khúc. Không được. Bùi Hiệp đã không thể có được một pha cản phá thành công.
anh em nào đang theo dõi thì có thể chém gió cùng với Cường Cao Bằng nhé. Hiện nay thì ở sân cũng có loa nhỏ nhỏ thôi nên là sẽ không thể nói được hết. Hiện nay thì mọi người đang theo dõi trên các kênh sóng của Nhiệt Đới Phủi cũng như bóng đá sân 7. Tôi đã có thể nhìn thấy comment mọi người ở đây và chúng ta có thể tương tác cùng với nhau. Vào đây chơi anh Thắng Savi ơi. Trận đấu vẫn đang diễn ra với lợi thế có phần nhỉnh hơn của Du Lịch, nhưng chắc chắn ở trong một trận đấu như này thì các cầu thủ Triều Phúc sẵn sàng có thể tạo ra được sự khác biệt. Pha phản công dành cho các cầu thủ Du Lịch. Minh Tân, bên này là Sơn Móm đang di chuyển. Một pha việt vị khá rõ ràng của Sơn Móm. Việt Cối đang ở đâu không đá Việt Cối ơi. Chào Tuấn Anh, Juninho. Hôm nào cho xin ảnh của chiến sĩ Việt Cối để có nhớ đâu qua khu Cầu Giấy còn nhờ được. Nhật Tân. Với việc trong những ngày cuối năm có những cơn mưa rào, điều đó lại giúp cho chúng ta có được một mặt sân có thể nói là rất đẹp so với những mùa giải vừa qua thì đây là một mặt sân có thể nói là khá ổn. Qua đây tí đã thụ lộc luôn anh Thắng ơi. Hôm nay ở đâu mà không đá Tuấn Anh? Đó không phải tiếng dứt điểm ngày của Sơn Móm. Huy Quyết. Một pha xử lý không tốt của Hoàng Vũ. Vừa rồi thì Du Lịch đã có được cơ hội để có thể dứt điểm nhưng đáng tiếc Sơn Móm đã không quyết đoán ở trong pha dứt điểm vừa rồi. Long Torres. Một pha đưa bóng về góc xa khá nguy hiểm của Long Torres. Khi quan sát thấy thủ thành Duy Tần đã đứng hơi cao thì Long Torres đưa ra một pha cơ bóng tương đối nguy hiểm. Đức Đèn. Bóng vẫn đang được các cầu thủ bên phía đội bóng Du Lịch triển khai khá nhịp nhàng. Tiến Edu. Tuấn Ích. Nếu như khung thành cao gấp đôi thì đó sẽ là bàn thắng dành cho Tuấn Ích. Một pha dứt điểm với một lực rất đẹp nhưng đáng tiếc nó đi hơi cao. Hoàng Vũ. Pha ra trận của Duy Quang. Một pha ra trận khá đẹp mắt của Duy Quang nhưng đáng tiếc chưa thể có bàn thắng dành cho Triều Khúc. Do hàng sự nguy hiểm của Triều Khúc vẫn được thể hiện trong những pha dứt điểm cuối cùng. Long Torres. Long Torres cũng là một trong những cầu thủ thi đấu ở mặt sân to. Chưa sớm lắm ơi. Với một phong độ khá tốt và chúng ta cũng sẽ chờ đợi màn trình diễn của Long Torres ở trong trận đấu ngày hôm nay. Torres vẫn đang chờ đợi cơ hội của mình. Xuân Bóng. Rất nỗ lực. Duy Quang. Và ra trận không thành công của Bùi Hiệp. Đã có những cơ hội được tạo ra bởi cầu thủ Triều Khúc trong ít phút vừa qua. Vâng, sân này ở nằm ngay trong làng luôn anh Hữu Mạnh ơi.
Và có thể nói là mọi người theo dõi live stream thì có thể cảm thấy mặt sân rất đẹp. So với mùa giải năm ngoái, tôi cá nhân tôi cảm nhận thấy còn không được. Một pha xử lý có phần hơi vội vàng của Minh Tân. Sân nằm ngay trong làng luôn anh em nhé. Sân này nằm ngay trong làng luôn. Mọi người cứ đi thẳng vào trong làng. Năm nay thì dịch cúm nên là bây giờ thì lễ hội cũng đã được giảm bớt hơn một chút. Đều hơi đáng tiếc. Khi mà những phần rước lễ như năm ngoái tôi được trải nghiệm và thực là rất thú vị. Ok, xin chào anh em. Giải này đây không phải là một giải, đây là một trận đấu giao hữu thôi. Trận đấu này thì nó là trận đấu truyền thống và mỗi dịp đầu năm thì làng Triều Khúc sẽ mời đội bóng Triều Khúc sẽ mời một đội bóng của địa phương nào đó, những đội bóng anh em về để giao hữu. Năm ngoái là đội bóng Gia Việt. Anh em đang theo dõi thì có thể tương tác cùng Cường Mai cũng như chia sẻ ủng hộ cho các đội bóng dịp đầu năm nhé. Thuận Bơm không được, một tình huống mà Đức Đèn cũng đã bắt bài pha chuyền bóng của Thuận Bơm. Tuấn Ếch đã không thể tranh chấp đối với Đức Đèn. Cơ hội phản công dành cho Du Lịch không được, một pha chuyền bóng hơi sửa lưng Minh Tân. Sơn Móm không việt vị, Minh Tân không vào. Một pha dứt điểm có thể nói là chính xác đến từng cm của Minh Tân nhưng nó lại đi vào cột dọc. Cơ hội đã được tạo ra bởi cầu thủ Du Lịch nhưng cầu thủ áo đỏ đã không thể tận dụng được Đức Đèn. Những pha xử lý rất mềm mại của Đức Đèn. Cơ hội phản công. Tuấn Ách. Duy Quang. Không được. Một pha khống chế và dứt điểm tạch bóng đáng tiếc của Tuấn Ách. Tiếp tục là Thuận Bẩm nhưng pha tăng tốc nhanh của cầu thủ Triều Khúc Duy Quang. Rất cố gắng Bùi Hiệp. Bùi Hiệp. Vẫn đang là cơ hội được dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Triều Khúc. Tuấn Ách. Bóng vẫn được chuyền cho Duy Quang. Đánh đầu. Một pha đánh đầu rất hay của Thuận Bẩm. Hơi đáng tiếc là pha bóng vừa rồi đã đi ra phía ngoài. Đây là giải thì vẫn sẽ còn vào ngày mai. Ngày mai là bán kết anh em nhé. Và 12 là chung kết. Nếu anh em nào ở gần thì có thể vào đây theo dõi. Nói chung là giải đấu rất hay. Mỗi giải đầu xuân rất thú vị. Pha đá hơi căng của Minh Tân. Cái đội đều đã có những pha tấn công nguy hiểm ở trong ít phút vừa qua nhưng chưa thể có bàn thắng nào. Đức Đèn. Tuấn Ách. Huy Mô đã băng ra. Và dù bóng vừa rồi dành cho Tuấn Ách là hơi sâu. Nhật Tân có những pha đi bóng rất lắt léo. Quay đi Nhật ơi. Tuấn Ách. Pha xử lý hơi chậm của Hoàng Vũ.
Mạnh lên chứ, quả bóng phối gì nữa. Không được. Ở dưới điểm vừa rồi của Hoàng Vũ mặc dù không cẳng nhưng nó đi tương đối hiểm hóc. Chúng ta vẫn đang chờ đợi những bàn thắng đến ở trong những phút tiếp theo. Quánh biên đấy, thành men lên này. Nhật Tân như pha xử lý bằng chân trái của Long Torres sẽ là rất nguy hiểm. Tiếp tục là Nhật Tân. Rõ ràng Đạt Võ Lâm có thừa kinh nghiệm để có thể bắt được những pha bóng như vừa rồi. Giang Nguyên Công. Có vẻ như dạo này tình cảm của Giang Nguyên Công và Tuấn Ích cũng không còn được đăm thắm. Nhìn pha chuyền bóng chúng ta có thể cảm nhận được điều này. Ở phía trên thì Tuấn Ích vẫn đang chờ đợi những pha phản công của mình. Chỉ có một mình Tuấn Ích đang cắm ở phía trên. Không được. Một pha cản phá xuất sắc của thủ thành Duy Tân. Không phải là một thủ môn có những pha bay lượn đẹp mắt nhưng Duy Tân luôn luôn biết chọn vị trí và có những pha cản phá có thể nói rất cơ bản và an toàn. Du Lịch vẫn đang có được những pha xử lý bóng tốt hơn. Đã có tình huống việt vị của Minh Tân. Tuấn Ích. Tiến Edu. Và dứt điểm không đi như ý muốn của Tiến Edu. Đức ơi lùi tí. Đức. Nhìn bóng này đấy. Không kịp. Nói rồi. Nhìn người thoáng này bên tay chân nó rộng. Không được. Vừa rồi có vẻ như pha trả bóng của Tuấn Ích đến vị trí của Huy Quyết. Nhưng Quyết Nghệ vừa rồi đã không thực sự chủ động. Duy Quang. Rất nhiều những pha bóng được chuyển sang phía cánh phải dành cho Duy Quang. Nhật Tân. Tuấn Ích và Bùi Hiệp. Bắt được chuyền. Một pha xử lý mà có vẻ như Tuấn Ích đã hơi vội vàng ở trong pha chuyền bóng của mình. Một tình huống bóng có thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuấn Ích. Cả hai đội vẫn đều đang chơi rất kỷ luật và chờ đợi những gọi của mình. Trận đấu vẫn đang có một chất lượng chuyên môn khá cao. Hoàng Vũ, Bùi Hiệp, bên trong là cả Tuấn Ích và Duy Quang. Không vào! Có vẻ như Tuấn Ích vẫn chưa muốn ghi bàn. Một pha bóng mà anh đã quyết định cùng với Huy Mô tạo ra được một pha bóng rất đẹp mắt. Sau tình huống vừa rồi thì có lẽ số 77 Duy Quang sẽ có một tình huống sẽ không chuyền bóng cho Tuấn Ích nữa. Hoàng Vũ.
Xuân Móm. Bình tĩnh, mở rộng ra Long, mở rộng ra Long, cứ chuyền cho Long. Xuân Móm hơi chậm, không có nhiều những cơ hội để có thể đưa ra dành cho Xuân Móm trong ít phút vừa qua. Mở rộng ra, rộng ra Long. Một pha phối hợp 1-2 rất hay. Tiến lên đâu? Có thể nói không nhiều người có thể làm được như Tiến Edu. Trong tình huống vừa rồi rất nhiều người sẽ chọn vừa ăn ghi bàn, nhưng Tiến Edu vẫn chọn vừa ăn, đó là dứt điểm của cột dọc. Không việt vị, Tuấn Anh. Chúng ta cần phải dành một tràng pháo tay dành cho Tuấn Anh. Rất fair play. Bóng đá là như vậy. Bóng đá luôn luôn có điều rất đặc biệt. Nếu như ghi bàn thì nó là điều quá bình thường, không ghi bàn nó mới là đẳng cấp. Các cầu thủ của hai đội vẫn đang thử thách sự kiên nhẫn của cổ động viên có mặt ở trên sân ngày hôm nay. Cơ hội đẹp mấy cũng không ghi bàn, để cho khán giả thèm. Vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến những cơ hội rất đẹp đến từ các tiền đạo của hai đội. Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến. Giám Nguyên Công! Một pha xử lý khá bình tĩnh của Thuận Bẩm, nhưng nó vẫn chưa thể tạo ra được bàn thắng. Chúng ta vẫn đang được theo dõi một trận đấu với một chất lượng chuyên môn rất cao. Thuận Bẩm. Tiến ơi, giữa đá chậm lại. Vâng, ngày nay đây là sân đá 9 anh em nhé. Chiều nay thì có phần Thụ Lộc ở trong đình nữa, anh em nào đang ở gần thì có thể đến tham dự cùng với Cường Cao Mai. Đúng rồi, chân đằng sau chợ các bạn nhé. Những bạn nào mà ở trong trường khúc thì chắc là biết mặt sân này rồi, ở ngay phía sau chợ thôi. Giang Nguyên Công sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ trường khúc. Chúng ta vẫn đang phải chờ đợi để có thể được chứng kiến những bàn thắng. Xuân Móm. Xuân Móm. Chuyền đi. Long Torres. Không được. Lắc vào giữa là phải chuyền ngay vào bóng ấy. Vừa rồi thì Long Torres đã đưa ra một pha sửa bóng bằng chân trái nhưng không thành công. Ok, xin chào các bạn Nhật Tài, xin chào các bạn Phùng Hùng. Số 9 bên nào Quốc Nam ơi. Và anh em nào theo dõi thấy vui thì bấm like cũng như thả tim và ha ha cũng được. Anh em chém gió cho vui nhá. Thuận Bẩm. Bùi Hiệp. Tuấn Ích. Cao thủ chiều khúc đáp sát rất nhanh. Long Torres. Giang Nguyên Công. Duy Quang. Một pha di chuyển khá thông minh của cầu thủ mang số 19 Hoàng Vũ. Nhưng vừa rồi thì pha tiếp bóng Hoàng Vũ đã không được như ý muốn. Đúng rồi, Sơn Móm. Sơn Móm là số 9 bên phía kia. Bên trực tiếp của số 9 là Bùi Hiệp.
Em dự đoán tỷ số xem đội nào sẽ giành chiến thắng. Bây giờ tỷ số cột dọc đang là 2-1 rồi. Xuân Móm. Chúng ta vừa được chứng kiến một tình huống xử lý theo kiểu bóng chuyền mở rộng. Chạm phải, phải. Đức ơi, phải. Sẽ có một quả. Phải là Đức ơi. Đức, lên lại. Việt đây, Đức đen đi. Việt Mỹ làm sao đá không đánh biết gì đâu. Đây chỉ có đứng đá ngang là vả. Không ăn được. Vâng, sân rất là đẹp. Bóng lại được chuyển cho Duy Quang. Pha khống chế một rất êm. Vừa rồi Tuấn Ếch đã việt vị. Sân 9 sẽ có một vạch việt vị. Và đương nhiên điều đó khiến cho các cầu thủ cũng sẽ phải rất khó khăn. Pha chuyền bóng cũng tốt của Thuận Bờm dành cho Tuấn Ếch. Tuấn Ếch. Rất khó cho Tuấn Ếch khi đối mặt với anh đó là Giang Nguyên Công. Vẫn còn. Minh Tân. Minh Tân. Đó không thể là tình huống cứu bóng này. Minh Tân vẫn quyết định đi bóng vào trong. Nhật Tân. Có vẻ như ngày hôm nay thì với việc chuyển sang thi đấu mặt sân 9, các cầu thủ trên sân vẫn đang có phần chưa thực sự quen với cảm giác sân. Tân Ích. Không được. Một pha sửa bóng không thành công. Vẫn đang là những tình huống cầm bóng. Có phần nhỉnh hơn đến từ cầu thủ áo đỏ. Tân Ích. Bây giờ thì cầu thủ áo vàng đang lùi về khá sâu để có thể hỗ trợ phòng ngự. Tuấn Ích. Mở rộng ra Đức. Đây là phút thi đấu thứ 31 của hiệp đấu thứ nhất. Chúng ta đã thấy rất nhiều những pha hay, những pha dứt điểm chính xác vào cột dọc nhưng bàn thắng thì chưa đến. Tuấn Ích. Pha tranh chấp tốt của Đức Đèn. Sơn ơi, Đức này, Đức mở rộng bên kia đi, quay 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 quay. Ta chuyển về cho anh Tiến chuyển bên kia. Do kể từ Tết giờ đã bay ra bay vào từ Huế mấy chuyến nên anh Duy Quang có vẻ như chơi bóng bổng không quen. Không được. Quay giữa. Minh Tân. Một pha bóng mà Duy Quang đã giúp cho đối phương chạy nhanh hơn. Sẽ có một quả đá phạt được dành cho các cầu thủ du lịch. Đứng trước bóng đang là Tiến Edu. Rất cẳng. Bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của các cầu thủ bên phía chiều khúc. Hello.
lực bằng nền của Hoàng Vũ. Duy Quang, pha bút chì hơi nhẹ của Duy Quang. Trong trận này thì tình huống nguy hiểm nhất mà Huy Mô cản phá chính là pha dứt điểm cận thành của Tuấn Ích. Tiếp tục là Duy Quang, thuận bầm vẫn còn, bên trong là Tuấn Ích. Thành Bèn đã áp sát rất kịp thời. Một pha bóng mà thuận bầm đã không thể đưa ra một pha chuyền bóng chính xác được dành cho đồng đội. Nhật Tân rất nhanh. Đạt Võ Lâm vẫn chơi rất tỉnh táo. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất vẫn chưa thể có được bàn thắng dành cho các cầu thủ của cả hai đội. Long Torres, pha chuyền bóng hơi khó của Long Torres dành cho Tân Ích. Sẽ có một quả đá phạt góc. Những cơ hội cố định cũng có thể là những nút thắt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Duy Quang. Và như vậy trọng tài Sơn Trà đã nổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Trận đấu giải bóng du lịch và chiều khúc, một trận đấu, một hiệp đấu rất hấp dẫn nhưng đáng tiếc chưa thể có bàn thắng được tạo ra. Chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với hiệp đấu thứ hai.
em cứ vào đi. Đây, ngồi đi, đánh quay. Xem chú nào mà bụng to và chú thổi. Nhìn chú nào bụng to và chú thổi. Đá luôn biến thế rồi ôi chuyền ấy gì em thay người anh mở rộng ra nhật thay từ lãi mình đi đâu thay từ lãi thế đi xuống đi thay tấn anh thay tấn anh hỗ trợ trái thay tấn thay tấn anh tên gì anh thắng anh thắng đá ra biên kìa, sân bóng lệch chắc kìa. Anh Dũng. Vâng, thưa quý bạn, chúng ta cùng trở lại hiệp 2 trận đấu giữa Triều Khúc và câu lạc bộ du lịch đến từ Lào Cai. Và trong hiệp 1 chúng ta đã chứng kiến rất nhiều pha bóng hay đến từ cả hai đội. Có một điều kỳ lạ, nếu chúng ta tính tỷ số về cột dọc và những cơ hội thì sẽ là 2-2. Và ngay bây giờ thì câu lạc bộ du lịch chuẩn bị có sự thay đổi người. Số 4 Thắng Cóc, người con sinh ra tại Vĩnh Yên, sẽ vào sân. Trong khi đó, cầu thủ đã gắn liền với tên tuổi du lịch trong những năm tháng qua, đó là Tân Ích sẽ ra sân. Câu lạc bộ du lịch đã tập hợp ngày đầu tiên hội quân để đi lễ cũng như rất may mắn khi đã được nhận lời mời đến từ ban lãnh đạo của xã Tân Triều và đội bóng Triều Khúc để dự trận đấu khai xuân.
Trong khi đó cầu thủ Triều Khúc đã có thời gian làm quen với giải đấu mà mỗi độ xuân đến họ đều rất tự hào và hào hứng tham gia. Ngày hôm nay thì vì những lý do đặc biệt thì chúng ta đã không có được khai hội như mọi năm, nhưng không khí đón xuân, không khí chào mừng những điều tốt đẹp nhất của một năm mới vẫn diễn ra tại sân vận động Triều Khúc. Như vậy hiệp 2 thì một trong những tiền đạo huyền thoại của bóng đá phong trào thủ đô cũng như Triều Khúc đó là Tuấn Ách đã ra sân. Không vào. Ở hiệp 2 thì các cầu thủ Triều Khúc đã có sự thay đổi người. Cầu thủ số 13 không kịp. Chúng ta thấy Đức Grit rất nhanh nhưng cũng không thể theo kịp đường chuyền vừa rồi của Tiến Edu. Đó là một kỹ năng skin riêng của thằng Cóc. Anh Dũng ơi, đọc thay người, đọc thay người đi anh. Và bây giờ thì cầu thủ của Triều Khúc sẽ thay đổi người. Số 13 Văn Lăng sẽ vào sân và Văn Vũ số 19 ra sân. Và một trong những tài năng trẻ của làng Triều Khúc đó Việt Cối sẽ vào sân. Và Văn Quang số 77 ra sân. Văn Quang chính là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía Triều Khúc ở hiệp 1. Đây là cầu thủ thi đấu rất toàn diện. Và xin mời tất cả khán giả sân hãy dành cho hai đội một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Người chấn dư ở vị trí thấp nhất của trung tâm hàng phòng ngự của Triều Khúc đó là Đạt Võ Lâm. Đạt Võ Lâm đã nhiều tuổi nhưng những kinh nghiệm ăn mặc cũng như những kỹ năng tích lũy ở sân Châu Trào vẫn khiến anh đang đứng vững ở khu vực phòng ngự. Không thành công. Một cầu thủ trẻ tài năng nhưng phải đối mặt với những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, Đạt Võ Lâm ra nguyên công thì rõ ràng sẽ rất khó khăn. Như vậy có sự thay đổi người. Sơn. Văn Hảo 20 sẽ vào sân và thay cho Sơn Móm số 9. Chúng đánh nhiều quá. Ngoài thành tích thì giao lưu cũng sẽ là dấu mốc quan trọng dành cho cơ hội cho cầu thủ có thể ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Người đang có bóng là Huy Mô. Ở hiệp 1 chúng ta đã thấy Huy Mô đã rất xuất sắc cản phá cú dứt điểm đến từ một trong những tiền đạo nổi bật trong 20 năm qua của bóng đá phong trào thủ đô đó là Tuấn Ích. Và ngày hôm nay khi chúng tôi vào sân thì chàng tiền vệ số 15 của Triều Khúc đang gọi là chàng trai vàng. Ở trên sân của Triều Khúc hiện tại thì trên sân cao nhất của bóng đá phong trào đó là HPL thì chúng ta còn chứng kiến sự trở lại của Việt Cối trong năm giai đoạn 2. Phần bầm thi đấu rất hay. Hiệp 2 đã bắt đầu được ít phút và những khán giả vẫn đang mong muốn được chứng kiến những pha bóng rất cuốn hút đến từ hiệp 1. Chúng ta có một câu nói vui là bánh chưng vẫn còn nhiều. Và việc phải làm quen với mặt sân đất cũng như thi đấu với thể lệ sân chín có Việt vị sẽ là những điều rất mới mẻ dành cho cầu thủ. Đức Grit rất nhanh, hảo hay. Tuyến Nilu không vào. Đó là cú dứt điểm bằng chân trái đến từ Đức Grit. Thằng Cóc là có pha tranh chấp thành công. Hà Minh Tân rất dườm dà và xử lý bóng
rất kỹ thuật, nhưng cũng là lý do khiến cho nhịp của trái bóng đưa vào sân chậm hơn. Một cú dứt điểm đến từ Tiến Đô, không vào. Tất cả các đội bóng được dự về tham dự trận giao hữu khai xuân đều là những đội bóng có tổ chức và có thành tích tại những giải cao của phong trào. Phân bẩm rất kinh nghiệm. Vậy Thắng Cóc được vào sân và đang thi đấu rất tốt. Khi nhắc về bóng đá phong trào, chúng ta những người dân Triều Khúc luôn luôn tự hào bởi họ luôn có những thế hệ những người anh đi trước để dìu dắt các em đi sau. Và trên thực tế có rất nhiều những cầu thủ tham gia các giải bóng đá tại thủ đô được gắn liền với cái tên Triều Khúc. Ném biên sai rồi. Đá sân 7 của ném biên đâu. Du Lịch vẫn đang kiểm soát bóng rất tốt, tuy nhiên họ vẫn đang thiếu một cái tiền vệ đánh chặn cũng như kiểm soát ở khung giữa sân. Đức Chris và Tiến Đu đều rất hay cũng như rất nhanh, nhưng họ không phải là những người giữ nhịp. Trong khi đó bên phía Triều Khúc họ đang sở hữu một tiền vệ rất quái và thi đấu đầy bản lĩnh, đó là Thuận Bẩm. Hà Minh Tân. Trở về cánh, Hà Minh Tân đã rất nhanh, thi đấu rất tốt ở hiệp 1, nhưng những tình huống bóng hợp lý là những và mang tính chính xác là những gì mà cầu thủ trẻ lại còn thiếu. Trong đội hình Du Lịch, nếu tính cầu thủ đã từng tham qua có được chuyên nghiệp thì chúng ta có thể kể đến người Thành Ben, ở đây đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Hòa vào không khí rất vui của lễ hội làng Triều Khúc thì bình luận viên Cường Cao May đã mãi đi tác nghiệp tại khu vực ngoài đây. Và như vậy cầu thủ Du Lịch có sự thay đổi người. Chú bé số 2 sẽ vào sân và ra sân là Long Torres, chàng tiền đạo đẹp trai bậc nhất Hà Thành. Sau khi ra sân thì chúng ta thấy Long Torres ngồi ngay tại bên khu vực khán đài bên B để giao lưu với những khán giả ở sân. Đó là một cú chuyền bóng về lách luật rất hay của Thắng Cóc. Nếu cho cầu thủ thực hiện lại thì đến chủ tịch Long Tưởng cũng chịu. Để phục vụ cho trận đấu thì mong những khán giả đang đứng ở cột gôn ở bên phía khán bên phía có vẻ đứng xa ra một chút, vì những cú dứt điểm sẽ có thể gây đến nguy hiểm cho những khán giả, đặc biệt là những khán giả nhiều tuổi.
thay mặt cho những anh em đang được chứng kiến trận đấu, những cầu thủ đang tham dự trận đấu, được cảm ơn đến ban lãnh đạo địa phương cũng như tấm lòng của tất cả ban lãnh đạo cầu thủ của đội Châu Khúc đã tạo cơ hội cho khán giả được chứng kiến những bản sắc hết sức tuyệt vời đến từ những con người sinh ra và lớn lên tại làng Châu Khúc. Và chúng tôi hy vọng rằng những bản sắc, những niềm vui và những đam mê như vậy sẽ luôn luôn được chia sẻ vào mỗi độ xuân đến. Ngoài những khán giả đang chứng kiến trên sân thì có hàng ngàn khán giả đang theo dõi trực tiếp qua các bếp bóng đá rất nổi tiếng, đó là bóng đá sân 7, Việt Football hay Nhịp đập Ai Phủi. Và ngày hôm nay với công nghệ 4D HD với độ nét cao nhất thì Palm Media cũng đang hỗ trợ để có những hình ảnh rất đẹp đến với chúng ta. Giang Nguyên Công. Với Giang Nguyên Công, Thuận Bầm hay Việt Cối. Không vào. Ngày hôm nay vẫn là những tiếc nuối. Chúng ta đã chứng kiến những pha dứt điểm rất hay, tuy nhiên mảnh lưới của hai bên đều vẫn chưa rung lên. Chúng ta có thể khẳng định những hốc nhỏ hay mặt sân của làng Triều Khúc đã gắn liền với Giang Nguyên Công hay Thuận Bầm. Họ đang có ưu thế hơn. Sau khi Việt Cối vào sân thì các cầu thủ Triều Khúc đã thi đấu mạch lạc hơn rất nhiều. Như vậy người thi đấu cao nhất bên phía đội Triều Khúc trong hiệp 2 sẽ là Duy Lợi. Hà Minh Tân không thành công. Đôi khi nhanh quá cũng không tốt. Duy Lợi cũng dứt điểm rất hay. Như vậy đã ít phút đã qua hiệp 2 và một lần nữa xin mời tất cả quý vị khán giả có mặt tại sân hãy dành cho hai đội bóng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Những sự cổ động đến từ khán giả luôn sẽ là những niềm vui và động lực để cho những cầu thủ thi đấu có thể tốt hơn. Đu. Như vậy hàng tiền vệ của Du Lịch vẫn sẽ là hai cái tên rất nhanh, khỏe. Đó chính là Đức Chris và Tiến Đu. Đức Chris rất khỏe. Như vậy đã có pha phiệt vị. Và bàn thắng đã được ghi. Nhưng đó là bàn thắng đã được ghi sau khi tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đội bóng Du Lịch đã di chuyển xuống Hà Nội tự quân từ ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì họ đã di chuyển vào làng Triều Khúc từ 1 giờ chiều để chuẩn bị cho trận đấu khai xuân. Nói về đam mê chúng ta có thể kể đến những nét tương đồng của Du Lịch cũng như Triều Khúc. Bởi làng Triều Khúc nổi tiếng với những gì mà cổ động viên đã cống hiến ở những giải đấu và cũng như thành tích từ các giải lão tướng đến giải trẻ.
thì du lịch họ lại là đội bóng đến từ Lào Cai, mỗi một tuần di chuyển hơn 300 cây để tham dự những giải đấu tại thủ đô. Chúng ta có thể kể đến những đam mê của làng nghề, những người con sinh ra tại làng nghề Chu Khúc và đội bóng du lịch. Chỉ có đam mê và tình yêu với trái bóng mới có thể khiến họ làm những điều phi thường như vậy. Và với tôi, những tâm trí, những hình ảnh của những khán giả tại các giải HPL sẽ luôn luôn là dấu ấn không bao giờ quên. Rất hay, hảo hay. Nhật Tân. Và phản công rất nhanh của cầu thủ du lịch. Không thành công. Như vậy các cầu thủ Chiều Khúc sẽ có 3 sự thay đổi liên tiếp. Những cầu thủ ra sân sẽ là Duy Lợi số 11, Huy Vũ số 18 và Thủy số 4. Trong khi đó, đó là những cầu thủ vào sân, và những cầu thủ ra sân là Giang Lợi số 23, Giang Nguyên Công số 2 và Huy Quyết số 8. Khán giả ngày một đông hơn đến với sân vận động của làng Chiêu Khúc. Mất bóng ở rất nguy hiểm, không thành công. Sự dày dặn kinh nghiệm của trung vệ Đặng Võ Lâm vẫn đang đem đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Chiêu Khúc. Nhưng sẽ là một không thành công. Đó là sự vội vàng của tuổi trẻ. Rất nhanh, rất khéo, nhưng sự chính xác và hợp lý thì đang còn thiếu đến từ Hà Minh Tân. Ở hiệp 2 thì Thuận Bờm đang là người thi đấu hay nhất trên sân. Một trong những tiền vệ rất hay đó là Cao Duy. Chúng tôi đã không thấy Cao Duy thi đấu hơn một năm, hai năm trở lại đây tại các giải phong trào. Có lẽ là chấn thương đã không khiến cho anh không tiếp tục có thể chơi bóng. Các cầu thủ đều đang thấm mệt. Rất nguy hiểm. Nhật Tân luôn như vậy. Nhật Tân luôn là những cầu thủ đá biên, nhưng luôn có những pha đi sâu vào trong trung lộ rất nguy hiểm. Và tại giải cao nhất HPL 5 vừa rồi thì Nhật Tân ở 5 vòng đầu tiên đá rất xuất sắc và vào đội hình tiêu biểu. Và số 11 Nhật Tân cũng mỗi một trận đấu tại thủ đô cũng đều di chuyển từ Hải Dương lên. Rõ ràng bóng đá, chỉ có bóng đá mới đem lại những tình yêu và khát khao khiến cho những cầu thủ vượt qua rất nhiều khó khăn để thể hiện đam mê của mình. Pha tranh chấp rất tốt của Hiếu Bé. Tiến Edu. Với sân đất này thì đã không quá xa lạ với Tiến Edu. Thành Ben. Các cầu thủ du lịch đang thi đấu chậm lại để kiểm soát. Hảo hay rất nhanh, cứ dứt điểm không thành công. Đức Chris sẽ là pha phản công.
Nhật Tân không thành công. Có vẻ như Nhật Tân đã hết sức. Như vậy có sự thay đổi người bên phía đội Chiêu Khúc. Nguyễn Tuân sẽ vào sân và Thuận Bầm sẽ ra sân. Chúng ta hãy dành cho Thuận Bầm một tràng vỗ tay thật lớn. Và đây là cầu thủ thi đấu rất xuất sắc bên phía Chiêu Khúc cho đến thời điểm tại. Việt Cối cú dứt điểm. Cú dứt điểm của Việt Cối là rất tốt, tuy nhiên Huy Mù đã đứng vững trong tình huống vừa rồi. Rất hay như vậy. Tưởng chừng như đó là một pha việt vị, tuy nhiên Nhật Tân đã có một cơ hội rõ ràng trong tình huống vừa rồi. Ở ngoài thì cả huấn luyện viên cũng như ban huấn luyện của Du Lịch đều đưa ra những phương án. Nhưng vẫn là những phương án ở ngoài sân. Ở ngoài sân thì Du... Ở ngoài sân thì Du Lịch vẫn đang sở hữu một tiền vệ hào hoa nhất Lào Cai. Đó là Duy Nam. Hay còn gọi là Lam Vẹ. Chiêu Khúc chính là đội bóng vẫn luôn giữ được bản sắc của mình. Dù thi đấu ở giải đấu nào thì vẫn chính là những người con sinh ra và lớn lên tại làng Chiêu Khúc. Thậm chí những cầu thủ là rẻ nhiều năm cũng không được chơi. Đó là điều mà cầu thủ thì các ban lãnh đạo đội bóng xây dựng sẽ gặp khó. Nhưng đó cũng chính là niềm tự hào của bất cứ ai được quyền tham gia vào đội bóng làng Chiêu Khúc. Và dứt điểm không thành công. Mở ra tấn. Đi đi. Ngoài sự hỗ trợ đến từ ban lãnh đạo địa phương, ban lãnh đạo đội bóng Chiêu Khúc, thì chúng ta cũng phải lời cảm ơn đến anh Niềm hay Việt Football đã là đơn vị luôn luôn đồng hành cũng như đứng ra để tổ chức các giải đấu tại Chiêu Khúc. Cùng đó là sự đồng hành đến từ bình luận viên rất nổi tiếng Cường Cao Mày. Số 13. Số 3 tên gì anh? Nam anh. Ba tiền Tân anh. À số 3 Ngân Tân. Thắm chưa? Như vậy bên phía Du Lịch có sự thay đổi người. Nhật Tân sẽ ra sân. Và chúng tôi xin lỗi, đó là Hà Minh Tân sẽ ra sân. Và Duy Nam hay còn gọi là Nam Vẻ sẽ vào sân. Tôi thả quả bóng thôi. Đây chính là một trong những tiền vệ tài hoa nhất Lào Cai. Và ngày hôm nay thì bên phía Du Lịch cũng đã thiếu vắng một tiền vệ đã từng ăn tập tại Hoàng Anh Gia Lai, đó là Minh Khẩm. Từ nhỏ anh đã được đưa lên diễn luyện Hoàng Anh Gia Lai, nhưng không hiểu sao anh đã chọn một mảnh đất cũng là núi rừng, đó là Lào Cai để tham gia các trận đấu. Tuy nhiên thì Lào Cai lại không có đội bóng chuyên nghiệp. Và để đảm bảo tiếp tục cho chuyến hành trình của Du Lịch vào những ngày tới thì Minh Khẩm sẽ không, ban huấn luyện sẽ không cho vào sân. Duy Nam, Tiến Edu rất nhanh, cú sút rất hay,
Ta thấy lợi công của thủ môn phía Triều Khúc rất thâm hậu và cản phá bóng. Đây rồi. Làm về. Không vào, rất nguy hiểm, đó là đường căng hàng. Nhưng cả Nhật Tân cũng như Hảo Hay băng vào đều không thành công. Và bây giờ sẽ là một món quà đến từ những khán giả tại sân vận động Triều Khúc. Những tràng vỗ tay sẽ khiến cho những cầu thủ chúng ta thi đấu quyết tâm hơn. Và xin mời tất cả quý vị, những khán giả vẫn đang chứng kiến các bạn thi đấu trên sân và mong rằng ít phút còn lại thì chúng ta sẽ nỗ lực hơn để cho một trận cầu hay và đặc biệt là sẽ có bàn thắng để tặng cho những khán giả đã đến với sân trong buổi chiều ngày hôm nay. Được clip. Rất khó. Các cầu thủ Triều Khúc đã lùi rất sâu về phía sân nhà để phòng thủ. Và thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đó chính là Đạt Võ Lâm vẫn đang rất hay. Thắng cóc Nhật Tân không thành công nhưng sẽ là một cú phạt góc. Hòa chung không khí lễ hội trong buổi chiều ngày hôm nay thì bình luận viên Cường Mai vẫn đang tiếp tục đi ra để tham dự những không khí tuyệt vời bên ngoài khu vực đỉnh làng Triều Khúc. Rất hay. Và tranh chấp của hai cầu thủ trẻ tài năng Việt Cối và Đức Crit. Việt Cối thì hiện tại đang công tác tại ngành công an. Và lé bóng không thành công của Thành Đen. Vẫn không vào. Trận đấu không có những điểm nhấn và thủ môn Huy Mô đã quyết định tạo điểm nhấn cho trận đấu ngày hôm nay. Nhưng sau đó tất cả vẫn chỉ là những cơ hội mà chúng ta không thể tưởng tượng tại sao có thể những cầu thủ có thể bỏ lỡ. Những thủ môn luôn là như vậy, họ có thể chơi xuất sắc gần hầu hết các thời gian của trận đấu nhưng chỉ một tình huống thôi họ sẽ khiến cho khán giả sẽ phải giật thót mình. Rất hay. Đức Crit. Hảo hay. Trọng tài xác định đá có một pha phạm lỗi. Người phạm lỗi là Việt Cối với Hảo Hay. Và ngay bây giờ sẽ là một cú đá phạt rất nguy hiểm ngoài khu vực cấm địa 13m đến từ đội du lịch. Và đang thấy Nhật Tân cũng như Đức Crit đang đứng trước sân và có vẻ có một chấn thương với một cầu thủ bên phía Triều Khúc. Như vậy với chấn thương của mình thì số 17 bên phía Triều Khúc sẽ ra sân và số 19 sẽ vào sân. Ta cùng chờ đợi xem các cầu thủ du lịch họ sẽ làm thế nào. Đá phạt
Ông thấp nhất kia đá đúng vào má tai ông. Tại HPL S6 thì Du Lịch đã có rất nhiều pha phối hợp đá phạt thành công. Đấy. Không thành công. Nhưng sẽ đó là một pha đá phạt góc. Với cự ly đá phạt cũng như pha cấm địa Việt Vị thì rất khó cho những pha phối hợp. Ngọc Vũ. Ngọc Vũ là cầu thủ đã thi đấu ở hiệp 1. Cầu thủ Du Lịch đang cố kiểm soát trái bóng. Làm vẻ ạ. Trước khi tham dự trận đấu giao hữu này thì cả hai đội đều đã lễ thánh và chỉ lát nữa thôi thì họ cũng sẽ giao lưu gặp mặt đầu xuân. À, chuyển bóng rất tốt của Lam Vẻ. Tiến đây đu. Rất hay, The Great. Tiến đây đủ, Nhật Tân. Đã chậm, quá chậm rồi, không thành công. Nếu như Nhật Tân chuyền ngay nhịp di chuyển của Lam Vẻ thì sẽ là một tình huống trọng biên rất hay. Và nhà bóng không thành công. Chúng ta vẫn chưa hiểu thằng góc có ý đồ gì cho tình huống ném biên vừa rồi. Nhưng vô tình nó lại là một ý hay. Sau khi ném biên thì ngay lập tức anh kiểm soát được bóng. Và nhà lại rất đẹp đến từ thằng góc. Ba cầu thủ hoạt động nhiều nhất trên sân thời hiện tại của Du Lịch đó là Đức Rít, Tiến Đê Đù và Nhật Tân. Hô lên. Thì Nam, Nam Vẻ pha chuyền bóng rất hay. Nhật Tân. Bóng đã vào lưới nhưng là phía sau. Nếu ngày hôm nay đội bóng Du Lịch muốn có sự đột biến và thành công thì có lẽ ông bầu cũng như huấn luyện viên của họ phải vào sân.
Nhưng ngay khi vào sân chứng kiến sự nhiệt tình của khán giả tại chùa Khúc thì những sức ép đó đã khiến cho chủ tịch của Du Lịch phải ngồi ngoài. Chúng ta vẫn còn nhớ Tiến Bình Triều Khúc tại những sân chơi phong trào. Và phải nhắc đến những người anh như anh Quân Trễ, Tuân Ali. Và bây giờ chúng ta sẽ nhắc đến những thế hệ trẻ của Triều Khúc. Và Giang Nguyên Công cũng như Thuận Bờm vẫn đang là những niềm tự hào của người hàng Triều Khúc tại những giải phong trào thủ đô. Giang Nguyên Công hiện tại đang là đội trưởng của đội Mobi, trong khi đó thì Thuận Bờm là đội trưởng của DTS. Có rất nhiều trận đấu của Top Group thì anh cũng đã đeo bằng đội trưởng. Thời tiết vào lúc này thì rất đẹp cho mùa xuân. Và chúng ta đang chứng kiến những không khí hết sức tuyệt vời và sự ủng hộ cũng như tình cảm trìu mến của những người dân tại Triều Khúc. Và điều duy nhất chúng ta còn thiếu đó chính là những bàn thắng. Pha phản công. Chiến đấu. Thắng cóc. Không vào. Đức Rít không vào. Pha đá bồi đến từ Đức Rít nhưng đã không thành công. Ta cũng phải dành những lời khen ngợi cho thủ môn của Triều Khúc. Tiến Edu. Và dứt điểm không thành công. Các cầu thủ đã thấm mệt. Và giờ phút này thì những cầu thủ trên sân đang rất cần cổ động đến từ khán giả. Và những tràng vỗ tay của khán giả sẽ là niềm cổ vũ cho họ. Đã có bàn thắng. Hầu như vậy là đã có tuyệt vị. Nếu tính về bàn thắng ghi được sau khi tuyệt vị thì cũng đã là một đều. Mọi tỷ số cho ngày hôm nay đang là cân bằng. Có nhiều người thì nói là liệt vị, nhưng theo tôi đọc thì đó là việt vị chứ không phải là liệt vị. Với những cầu thủ trên sân thì các cầu thủ Du Lịch đang có thế trận tốt hơn. Một pha không hiểu ý, không thành công. Thảo hay đã việt vị. Chúng ta có thể thấy những khó khăn của cầu thủ khi chơi sân 7, đang áp dụng luật sân 7 tại các giải của thủ đô khó khăn ra sao khi họ đá với sân 9 việt vị. Ở ngoài sân thì những cầu thủ dự bị của Du Lịch đang động viên những đồng đội của mình. Hai ông to nhất cứ đứng ở nhà anh kìa.
Chúng ta cùng chờ đợi. Không vào. Vẫn là Đạt Võ Lâm. Thi đấu ở trên sân nhưng Đạt Võ Lâm không bao giờ lở một nụ cười. Tôi vẫn nhớ những hình ảnh của Đạt Võ Lâm thời kỳ đỉnh cao thi đấu cho HD với Tổ Trục Khúc tại sân Hoàng Cầu. Và đúng lúc này thì trọng tài Lee Min Cha đến từ Hàn Quốc thổi còi kết thúc trận đấu giao xuân, giao hữu đầu xuân. Và một nữa thì thay mặt cho tất cả các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo của hai đội bóng, xin cảm ơn tất cả khán giả đã có mặt tại sân ủng hộ cho hai đội bóng và xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo chính quyền địa phương. Và chúc cho chúng ta có một mùa xuân vui vẻ, chúc cho chúng ta có một mùa xuân đầy ấm áp và đặc biệt sẽ là thành công và phát dự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại.